Sáng nay, mùng 4 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, mùng 4 tháng 11 năm 1831, mùng 4 tháng 11 năm 2021, 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang 1991-2021 và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Dự lễ kỷ niệm về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Lê Tiến Châu, Phó Chủ nhiệm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các đồng chí, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo quân khu 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Hà Giang, Thái Nguyên. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh Tuyên Quang đã gửi thư chúc mừng. Về phía đại biểu tỉnh Tuyên Quang tham dự buổi lễ có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thành phố, hiệp hội doanh nghiệp và hội doanh nhân trẻ của tỉnh, đại biểu đại diện lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo thành phố Tuyên Quang đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ. Diễn văn kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau, ngày 4 tháng 11 năm 1831, vua Minh Mệnh tiến hành chia địa hạt trên phạm vi cả nước, tỉnh Tuyên Quang có một phủ, năm châu. Từ năm 1831, tỉnh Tuyên Quang lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống hành chính nhà nước. Kể từ đó, ngày 4 tháng 11 được chọn làm ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn một lòng sắt son theo Đảng, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, Tuyên Quang tự hào được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm thủ đô khu giải phóng, lãnh đạo cuộc cách mạng của dân tộc, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang lại một lần nữa được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và hầu hết các bộ ngành cơ quan Trung ương chọn làm nơi đặt trụ sở chống thực dân phong kiến.
Tuyên Quang một lần nữa được chọn là thủ đô kháng chiến. Tỉnh Tuyên Quang luôn làm tròn nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan trung ương và Bác Hồ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang vừa xây dựng bảo vệ quê hương, vừa thiết thực góp sức người, sức của cho tiền tuyến, cùng nhân dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Hòa bình lập lại, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang được sáp nhập, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Tuyên luôn đồng lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn thử thách, anh dũng chiến đấu xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Năm 1991, tỉnh Hà Tuyên được tách thành hai tỉnh, Tuyên Quang và Hà Giang. Kế thừa thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt. Nổi bật là từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm kinh tế thấp, đến nay Tuyên Quang đã có một nền tảng kinh tế xã hội phát triển toàn diện, bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì từ 7 đến 8% một năm, từ năm 1991 đến năm 2020. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 80 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 61 lần, thu ngân sách tăng 30 lần, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 223 lần, sản xuất nông lâm nghiệp có bước phát triển vượt bậc. Từ một nền sản xuất tự cung tự cấp đã chuyển nhanh sang nông nghiệp hàng hóa với nhiều vùng sản xuất tập trung có giá trị kinh tế cao. Kinh tế lâm nghiệp phát triển nhanh và bền vững, tỷ lệ che phủ rừng luôn duy trì trên 65%, trở thành một trong những tỉnh đi đầu về sản xuất lâm nghiệp bền vững. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến năm 2021, toàn tỉnh có một đơn vị cấp huyện và 54 trên 122 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp phát triển nhanh, quy mô không ngừng được mở rộng, chất lượng công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng lên. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, có nhiều công trình quan trọng, hệ thống giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ. 100% xã phường thị trấn được kết nối Internet và có điểm cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 98%. Thành phố Tuyên Quang được công nhận là đô thị loại 2, trung tâm các huyện đều đạt tiêu chí đô thị loại 5. Thành lập huyện mới Lâm Bình, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Văn hóa xã hội phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả vượt bậc. Chất lượng giáo dục đào tạo có sự chuyển biến mạnh mẽ, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua 190 năm hình thành và phát triển, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn bền bỉ, kiên cường, sáng tạo, xây dựng tỉnh Tuyên Quang rạng rỡ như ngày hôm nay, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn trân trọng, biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế, các tỉnh, thành phố. Mặc dù đã đạt được những kết quả hết sức to lớn, song với yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, thì nhiệm vụ xây dựng quê hương Tuyên Quang trong thời gian tới còn hết sức nặng nề. Trong thời khắc lịch sử hôm nay, nhớ lời Bác Hồ căn dặn khi về thăm tỉnh vào năm 1961. Trước kia, đồng bào ta đã góp phần xứng đáng trong cách mạng tháng 8 và cuộc kháng chiến cứu nước. Ngày nay, tôi chắc rằng đồng bào ta sẽ phát huy truyền thống anh dũng sẵn có và góp phần nhiều hơn nữa trong công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng, chung sức với quyết tâm chính trị cao. Xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh hạnh phúc trước mắt là thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao năng lực cầm quyền, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch để sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
tập trung nguồn lực phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị và hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, chăm lo an sinh xã hội, gia đình chính sách, người có công, thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2030, đẩy mạnh công tác giảm nghèo với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, xây dựng tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thường, Thường trực Ban Bí thư đã trân trọng trao Huân chương Độc lập hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng khẳng định Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc. Trong tiến trình phát triển, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã xây đắp, gìn giữ, lưu truyền những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường, góp phần làm rạng danh trang sử hào hùng của dân tộc ta. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tổ chức kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang là dịp để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tự hào ôn lại chặng đường vẻ vang, đồng thời trao quyền cho các thế hệ mai sau, biến niềm tự hào đó thành sức mạnh, hành động của tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Thưa đồng bào, đồng chí, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tự hào ôn lại chặng đường vẻ vang của tỉnh, đồng thời trao truyền cho các thế hệ mai sau, biến niềm tự hào đó thành sức mạnh, thành hành động của mỗi tổ chức đảng, của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Tôi được biết, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Nhân đây, tôi xin nêu thêm một số nội dung có tính chất gợi ý để các đồng chí cùng suy nghĩ. Một là, trước tình hình mới, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt của đời sống xã hội, tỉnh cần có giải pháp phù hợp, thích ứng linh hoạt, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp, chú trọng phát triển những ngành công nghiệp có lợi thế, hiệu quả cao, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại cùng với phát triển kinh tế, phải hết sức chăm lo, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, coi trọng phát triển giáo dục, đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hai là, Tuyên Quang vinh dự tự hào có khu di tích lịch sử Tân Trào, di tích quốc gia đặc biệt, nơi gìn giữ di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Với lợi thế ấy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang phải thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị to lớn của khu
di tích lịch sử Tân Trào, để nơi đây không chỉ là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ, mà còn phải trở thành một trong những trung tâm du lịch, văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và cả nước, là điểm đến quan trọng trong hành trình tham quan, nghiên cứu của đồng bào cả nước và khách quốc tế. Ba là bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn: tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vừa qua, Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã ban hành kết luận về đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà nước, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, tạo bước phát triển mới của đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo, thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Tuyên Quang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể của địa phương, đơn vị mình để thực hiện có hiệu quả kết luận của Ban chấp hành Trung ương và kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Tuyên Quang, thêm sức mạnh, niềm tin, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Với truyền thống 190 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Tại lễ kỷ niệm, đại biểu cán bộ Tiền Khởi Nghĩa và đại diện thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang đã phát biểu tự hào về truyền thống 190 năm của tỉnh, cũng như thể hiện quyết tâm xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tuyên Quang trên đường hội nhập và phát triển nhằm tái hiện lại vị thế của vùng đất Tuyên Quang trong tiến trình lịch sử dựng nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam các thời kỳ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các đại biểu.